Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Thu nha. Nơi hôm nay thì Thu và các bạn sẽ đi sâu vào cuộc tranh luận lâu đời. Việc lái xe có thực sự dễ dàng hay khó như mình tưởng không? Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những thách thức đi kèm với việc lái xe và những quan niệm sai lầm xung quanh đó. Vì vậy, thắt dây an toàn và bắt đầu nào. Chuyện lầm tưởng số 1 ai cũng có thể lái xe quan niệm sai lầm rằng lái xe là một kỹ năng mà ai cũng có thể học được mà không cần nỗ lực lực nhiều đó là sai cả nhà việc lái xe đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết thực hành và kinh nghiệm như khi mà mình đi xe lấy xe đó có những người là tài xế bên Việt Nam rất giỏi mà thi lần thứ hai mới đậu trong khi mình thì bên Việt Nam lái xe máy cũng không phải là giỏi vậy mà khi mà đi qua đây ngay cả bác lái xe dạy mình thì cũng chê mình là lái chậm hiểu và mùa thu này đến mùa thu năm sau cũng chưa đậu vậy mà mình thi một lần là đậu các bạn biết không quá trình học tập mình đòi hỏi một sự cố gắng đầu tiên mình phải lấy bằng lấy xe thì đầu tiên là phải lấy bằng lái xe bằng đầu tiên là thi lý thuyết sau đó là thi thực hành muốn mà mình học cho được ở trong khi có những tiểu bang như tiểu bang của mình đó là thi tiếng anh thì mình tìm những bài học mà lấy xe bằng tiếng anh nhưng mà nhờ người khác có những người ta dịch ra những tiếng việt cho mình thì mình nhìn vào đó mình chỉ tra một cái tử đầu mình phải làm mẹo mẹo mình nhìn vô vậy tỷ như kho là xe hơi thì mình nhớ cái chữ này đầu tiên của câu đầu rồi cách thức mà đánh số a b c đó người ta có hướng dẫn cho mình đó cả nhà và cái này đòi hỏi những người hướng dẫn lành nghề Những người thầy Việt Nam Như thầy dạy mình là đã 20 năm Rồi sau đó là khi khi mà mình đi học thì mình phải bình tĩnh Dù thầy chê mình cái nào á Mình phải cố gắng À các bạn biết không Mình phải qua cái thư viện library Gần, gần cái chỗ apartment à, Chung cư mình ở Để mình cho mượn những cái cuốn sách dạy về lấy xe của DMV thì nó bằng chữ tiết tiếng Anh mình không biết nhưng mà mình tra trên Google những chữ đực chữ cái thì cũng được với lại nó có những cái hình rất là tốt cả ơi cả bạn ơi nhất là bạn biết không khi mà cái cái khó nhất là parallel á đổ xe song song nè rồi nhập làn đường nè xử lý các giao lộ đông đúc nè khi mình coi ở đó đó người ta có cung cấp các mẹo và cái kỹ thuật để mình vượt qua những thách thức này các bạn chỉ lên đó rồi dịch qua google đánh qua google ở đó người ta có những cảnh quay về các thao tác khó hoặc những à, tình huống phức tạp trên đường rồi khi mà mình ngồi ở sau tay lái là mình phải tập trung và không được phân tâm nha người ta nói mình là à, không được sử dụng điện thoại nè không được ăn uống hoặc nói với lại à, những người bạn đồ kế bên mình đó hay là thầy của mình nhiều lắm rồi à, khi nào như sướng mình đó là à, tuyết nè có tuyết nè những cái thời tiết bất lợi nè cơ quan khu vực xây dựng nè đó các bạn đó còn à, riêng riêng mình á khi mà thầy dạy mình thầy nói là mình nó học rất là chậm. Thì tới mùa thu này, tới mùa đông này, sau đó tới mùa đông năm sau mình cũng chưa có đậu khi mình học là vào mùa thu. Đó. Các bạn biết không, mình học dở đến nỗi mà khi thầy à, muốn nói mình là quẹo bên trái thì mình không chịu quẹo vì mình thấy cái bảng only. Only thì mình nó đi thẳng nhưng mà mình phải hiểu đó giữa only mình mới quẹo trái được mình mình ngu đến nỗi vậy đó cả nhà rồi đi trên hai quay mình đi tốc độ cao mình sợ mình quật qua một bên thầy nó đi qua mà cái xe kia mà nó chạy lên nó tông là ở bên đó các bạn biết không hơn 100 cây số là bình thường nó tính bằng mau đó rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm cả nhà ơi đó mình phải hiểu để mình ngăn ngừa cái tầm quan trọng của nó để mình ngăn ngừa tai nạn rồi mình phải duy trì cái khoảng cách an toàn trước người lái xe đó cả nhà đó cả nhà biết không khi mà mình đi thi á, thì hả á, mình phải đi thi từ một giờ rưỡi sáng là mình đi lên đó mình tự gì một ngày á người ta thu người ta cho thi chỉ là có hai chục người thôi mình sắp hàng đó trời mùa thu, giữa mùa thu rất là lạnh luôn. Rồi khi mình ra thì mình là người số 5 mà mấy người kia kêu mình đó là ai muốn ra đầu tiên mình cũng ra tự mình cũng cầu nguyện à, ơn trên bên mình là Catholic là đạo Thiên Chúa đó, mình nó cầu xin rồi và mình đi đi ra. Các bạn có biết hôm hôm trước mình thi Parallel chồng mình à, à, thầy dạy lái xe mình chỉ mình parallel á mà mình đi lên lề là hai lần luôn nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng thôi khi mình đi á là mình bước ra thì người tài xế đó kêu mình bấm kèn bấm kèn xi nhan bên trái mở đèn kèn đèn xi nhan bên trái bên phải lùi xe mình rất là rung luôn lùi mà rất là xéo cái bậc kinh đó đó cả nhà rồi khi đi không phải là nói là bậc kinh mà parallel á đang đi dọc đường người ta có thể chỉ bất cứ bất kỳ cái xe nào trên đường kêu mình là đậu song song bên đó đó là vì sai được hoa song song cái đó là mình phải biết đó là parallel rồi tự động mình áp dụng mình lùi mà cái này là mình coi trong cái thầy cô dạy thầy dạy nhưng mà mình phải coi trong mình nói các bạn này đi qua thư viện đó à, mượn cái đĩa mà video nó chỉ vẽ lấy xe nó chỉ nó hướng dẫn mặc, mặc dù bằng tiếng mỹ nhưng mà mình cái nào khó lắm thì mình dịch có cái hình dáng nữa mình làm y như người ta mình lùi làm sao gốc nó thẳng như cái đèn đồ sao mà các bạn biết không mình đậu cả nhà parallel vô không có bị lên lề tất cả mình rất là mừng luôn và khi mình đậu mình còn ôm cái ông police đó luôn á cả nhà ơi mình mừng quá đó cả nhà biết không tóm lại là mặc dù thọt nhìn á việc lái xe có vẻ dễ dàng nhưng chắc chắn đó là một kỹ năng đó đòi hỏi mình phải cố gắng luyện tập và thực hành liên tục luôn á cả nhà ơi đó rất là và sau này á khi mà đã thi đậu rồi á các bạn phải lấy xe tự mình như mình sau này á mình lấy xe không có giỏi gì chồng mình chở mình đi hai vợ chồng đi chung một xe còn nếu mình đi một mình thì mình sẽ trao dồi thực hành hàng ngày mình chỉ có nhiệm vụ lái xe chở chồng mình khi mà đi đám cưới hay đi party đi rồi đó về thì sợ bô lít nó có nồng độ thì sẽ bắt thành ra mình chở chồng mình mà thôi hoặc là mình đi làm neo đi cái mo nào gần nhà thôi đó thành ra mình nói là mình hôm nay mình làm cái video này chia sẻ với kỷ niệm là cái ngày mà mình đậu à, bằng lái xe để cho các bạn chứ yên tâm và cố gắng học một người dở như mình mà à, vẫn còn đậu được đó là các bạn biết nhớ là đi qua bên thư viện mà mượn cái vỉa à, video mà nó dạy về lấy xe đó nó dạy rất là rõ ràng cái lực như thế nào chen lên sao làm rất là hay đó các bạn à, nếu bạn nếu các bạn thấy video này hữu ích à, đừng có quên là like cho mình một like nha à, chia sẻ và đăng ký để mình có thêm động lực để làm nhiều video khác nha các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé